Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và Hoàng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, phải không Hoàng Dung? Dạ đúng rồi. Đúng như vậy. Quý vị thấy Hoàng Dung là mạnh mẽ trong một ngày thứ hai đầu tuần. Và chắc chắn là cả tuần sẽ đuôi lọt, phải không? Đầu xuôi đuôi lọt, bà mới nói như vậy. Và khí hậu mùa thu cũng đang cho chúng ta những giây phút thoải mái hơn. Một mùa hè nóng rực, chúng ta đã vào thu rồi hơn một tuần. Sau đây thì Hoàng Dung và Mai Tuấn gửi tới quý vị một số các tin tức về Hoa Kỳ với một vài tin chính như sau. Vụ Tổng thống Donald Trump và Ukraine, người tố cáo chính là viên chức CIA. Tòa Bạch Ốc bị nghi là che đậy cuộc điện đàm của Tổng thống Trump. Thăm dò cho thấy đa số người dân Mỹ chống lại luận tội Tổng thống Donald Trump. Và mời quý khán giả theo dõi bản tin đầu về Hoa Kỳ, trong đó nói đến vụ Tổng thống Donald Trump và Ukraine lùm xùm nhiều tin tức. Mời quý vị theo dõi với Hoàng Dung. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên nói về vụ Tổng thống Donald Trump và Ukraine, người tố cáo là viên chức CIA. Người tố cáo cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp lực Ukraine điều tra đối thủ chính trị là ông Joe Biden bên phe Dân Chủ, là một viên chức của CIA, và đã có lúc được giao nhiệm vụ tại Tòa Bạch Ốc. Hai nguồn thạo tin nói với Reuters vào hôm 26 tháng 9 như vậy, thưa quý vị. Tờ New York Times là tờ báo đầu tiên loan tin người tố cáo này là nhân viên của CIA. Sau đó, Reuters tiến hành kiểm chứng độc lập. Ông Mark Zett, một luật sư ở Washington đại diện cho người tố cáo, đã từ chối xác nhận danh tính cũng như nghề nghiệp của thân chủ để bảo đảm an toàn cho thân chủ của mình. Một phát ngôn nhân của CIA đề nghị Reuters phối kiểm với văn phòng Tổng thanh tra tình báo, nhưng văn phòng này chưa đáp yêu cầu bình luận của Reuters. Tổng thống Donald Trump đã bị cáo buộc là tìm sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử năm 2020. Bản tin cho hay là Ủy ban Tình báo của Hạ viện Hoa Kỳ hôm 26 tháng 9 đã đưa ra một công bố nói về phiên bản giải mật báo cáo bày tỏ quan ngại của một người tố cáo. Theo đó thì cáo buộc Tổng thống Donald Trump sử dụng vị trí của mình nhằm tìm kiếm sự can thiệp của một quốc gia khác vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Người tố cáo chưa được công bố tên cho biết thực sự quan ngại về các hành động của Tổng thống Trump và đội ngũ của Tổng thống. Theo hãng tin Reuters, người tố cáo cho biết đã nhận được các thông tin từ các quan chức Hoa Kỳ nói rằng Tổng thống Trump đã sử dụng quyền lực của mình để tìm kiếm sự can thiệp của nước ngoài trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Sự can thiệp này bao gồm việc gây áp lực cho nước ngoài điều tra một trong các đối thủ chính trị nội địa của Tổng thống Trump. Tin cho hay, người tố cáo này cũng cho rằng Tổng thống Trump đã gây áp lực cho nhà lãnh đạo Ukraine là phải thúc đẩy các lợi ích chính trị cá nhân của Tổng thống. Ngoài ra, theo người tố cáo, thì luật sư cá nhân của Tổng thống Donald Trump, đó chính là ông Rudy Giuliani, là một nhân vật chính, hay nói một cách khác là một nhân vật trọng tâm trong việc này. Và Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ, đó là ông William Barr, cũng dường như có dính líu vào vụ việc nói trên. Và Quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức công bố hồ sơ tố cáo Tổng thống Trump. Ủy ban Tình báo Hạ viện vào hôm cuối tuần qua đã công khai hồ sơ tố giác nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gây áp lực để lãnh đạo Ukraine mở cuộc điều tra ông Joe Biden, là cựu phó tổng thống và cũng là đối thủ chính trị của Tổng thống Trump. Ủy ban cũng công bố lá thư của Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo, cơ quan điều tra và xác định được khiếu nại đáng tin cậy và đáng quan ngại khẩn cấp. Những tài liệu này ban đầu đã bị chính phủ ông Trump tìm cách ngăn chặn, không cho công khai với quốc hội và công chúng, dẫn đến làn sóng đảng Dân Chủ đã kêu gọi luận tội Tổng thống. Và để hiểu rõ hơn thì thưa quý khán thính giả, sau đây Mai Tuấn và Hoàng Dung sẽ lần lượt gửi đến quý vị 8 điểm chính trong những tài liệu mới được công bố. Điểm thứ nhất, đó là các viên chức Tòa Bạch Ốc tin là họ đã chứng kiến Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực cho mục đích chính trị cá nhân.
Các viên chức tại đây đã chia sẻ thông tin này với tôi, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những gì diễn ra trong cuộc điện đàm. Họ bảo với tôi rằng đã có một cuộc thảo luận đang diễn ra với các luật sư Tòa Bạch Ốc về cách giải quyết cuộc điện đàm như thế nào, vì họ đã chứng kiến Tổng thống lạm dụng, hay là nói đúng một cách khác là lạm quyền nhằm phục vụ cho một cái cá nhân. Đó là lời viết của người tố cáo, thưa quý khán giả. Điều thứ hai, đó là các luật sư Tòa Bạch Ốc đã tìm cách và đã che giấu biên bản cuộc điện đàm. Những ngày sau cuộc điện đàm, tôi được biết từ nhiều viên chức Hoa Kỳ rằng các viên chức cao cấp Tòa Bạch Ốc can thiệp nhằm giấu kín tất cả hồ sơ về cuộc điện đàm, đặc biệt là biên bản chính thức ghi lại từng tiếng một về cuộc gọi được tạo ra. Và theo thông lệ, bởi phòng tình huống của Tòa Bạch Ốc, một loạt hành động này cho tôi thấy các viên chức Tòa Bạch Ốc hiểu trọng lực của những gì diễn ra trong cuộc điện đàm. Theo người tôi giác thì các luật sư Tòa Bạch Ốc đã chỉ thị các viên chức đem số biên bản vào hệ thống lưu trữ thông tin bảo mật nhằm giới hạn người xem. Đây không phải là lần đầu tiên mà biên bản điện đàm Tổng thống được làm như vậy, tức là đã có nhiều lần được giấu kín về nhiều chuyện khác nữa. Điểm thứ ba, đó là Bộ Ngoại giao xem việc luật sư Giuliani với tay tới Ukraine, tức là dính tay vào Ukraine, giúp cho Tổng thống Trump làm mối đe dọa an ninh quốc gia. Điểm thứ tư, Tổng thống Trump thúc đẩy điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden trùng hợp với việc đột ngột thay đổi chính sách về việc trợ cho Ukraine. Và thưa quý khán giả, sau đây thì Hoàng Dung sẽ gửi tiếp đến quý vị một vài cái, tức là còn mấy điểm nữa trong cái 8 điểm mà bản tin đã cho thấy rõ những tình huống đang xảy ra để tìm cách luận tội Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi gửi tới quý vị với tất cả sự gọi là theo tin tức mà thôi, chứ chúng tôi cũng không có gọi là yes or no trong cái công việc tư tin của chúng tôi. Mời quý vị theo dõi những phần còn lại với Hoàng Dung sau đây. Thưa quý vị, điểm số 5 đó là một công tố viên đã bị chỉ trích rộng rãi, đó là cựu Bộ trưởng Tư pháp, ông Yuri Tymoshenko, có thể giúp lợi ích cho Tổng thống Trump và ông Giuliani bằng cách bơm cáo buộc ông Joe Biden và con trai cho một cộng tác viên bảo thủ của tờ The Hill. Trong một số tuyên bố công khai, ông Tymoshenko cũng tỏ ý mong muốn được trao đổi trực tiếp với Tổng trưởng Tư pháp Barr về những vấn đề này. Điểm số 6, người tố giác đã bày tỏ quan ngại trước sự dính líu của ông William Barr. Điểm số 7, đó là Tổng thanh tra đã giữ bí mật danh tánh người tố giác. Tôi biết danh tánh người khiếu nại. Tuy nhiên, theo luật, thì người khiếu nại yêu cầu văn phòng Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo CICIG đã không công bố danh tánh vào lúc này. Như quý vị biết, người khiếu nại có luật sư đại diện, nêu danh luật sư với CICIG và yêu cầu liên lạc với luật sư về vấn đề này với các ủy ban tình báo của Quốc hội. Điểm số 8 đó là Tổng thanh tra đánh dấu thông tin không quá nghiêm trọng, nhưng kết luận khiếu nại khẩn cấp và đáng tin cậy. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Dung và chúng tôi đã gửi tới quý vị 8 cái chi tiết quan trọng. Nội dung nó khá dài nhưng chúng tôi đã tóm kết lại, không có hoàn toàn lấy tất cả những gì bản tin đưa, nhưng mà đó là 8 cái điểm chính mà cái bản công bố của Quốc hội đã đưa ra để nhằm luận tội Tổng thống Donald Trump. Và sau đây cũng là một bản tin khác liên quan đến chuyện này, đó là Tòa Bạch Ốc đã bị nghi che đậy cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump. Bản tin nói Tổng thống Donald Trump đã tìm cách phong tỏa mọi tài liệu về cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp của Ukraine, đó là ông Lutsenko. Một quan chức Mỹ đã viết trong đơn tố cáo như vậy. Lời tố cáo của ông như sau: tôi được nghe từ nhiều quan chức Mỹ rằng các quan chức cấp cao trong Tòa Bạch Ốc đã can thiệp nhằm phong tỏa toàn bộ tài liệu, đặc biệt là bản ghi nguyên văn nội dung cuộc gọi, tức là cuộc gọi của Tổng thống Trump với ông Lutsenko. Đơn tố cáo được công bố hôm 26 tháng 9 có đoạn viết: người tố cáo cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi sự can thiệp từ nước ngoài cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Họ hiểu khả năng đã chứng kiến Tổng thống lạm dụng quyền lực để phục vụ mục đích cá nhân. Đó là câu viết của người tố cáo. Người này đã cho biết thêm trong đơn tố cáo, đó là một vụ che đậy.
Tổng thống Trump đã phản bội lời thề nhậm chức và an ninh quốc gia và tính toàn vẹn của bầu cử. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi đã nói như chúng tôi vừa thưa. Cựu Phó Tổng thống Mỹ, thưa quý vị, đó là ông Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump và cho rằng ông thích kêu gọi sự can thiệp từ nước ngoài để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Thưa quý vị, và đây là diễn biến mới nhất trong một tuần sóng gió với chính quyền ông Trump. Nhiều hãng truyền thông Mỹ trước đó đưa tin, ông Trump đã gây áp lực với Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm vào ngày 25 tháng 7, nhằm yêu cầu Kiev điều tra con trai của cựu phó tổng thống Joe Biden là Hunter Biden, cựu từng làm việc trong hội đồng quản trị của công ty năng lượng Ukraine Burisma. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi vào hôm 24 tháng 9 tuyên bố, bà sẽ mở cuộc điều tra luận tội ông Trump sau cuộc họp kín với các nghị sĩ đảng Dân Chủ và bà cho rằng Tổng thống phải chịu trách nhiệm với những hành động của ông và không ai có quyền đứng trên luật pháp. Tổng thống Mỹ đã phủ nhận cáo buộc gây áp lực với Kiev, khẳng định đảng Dân Chủ đang dựng lên tình huống như thể đó là cuộc gọi từ địa ngục. Zelensky cũng khẳng định ông không bị ông Trump thúc ép trong cuộc điện đàm. Một thăm dò mới nhất cho thấy là đa số người dân Mỹ chống lại việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Hầu hết những người Mỹ đã chống lại việc luận tội Tổng thống Donald Trump, đó là theo cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac công bố hôm thứ Tư tuần vừa qua. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9, trước khi bản ghi chép cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine, đó là ông Zelensky, được công bố. 37% số người được hỏi trong cuộc thăm dò ý kiến này cho rằng Tổng thống Trump nên bị luận tội và bị cách chức, trong khi đó thì có tới 57% chống lại việc luận tội. Cuộc thăm dò đã khảo sát 1.337 cử tri đã ghi danh và có sai số khoảng 3.2%. Các cử tri phần lớn phản đối luận tội, mặc dù hiệu suất công việc của Tổng thống Trump ở mức chỉ có 38%, tức là nói chung là cái điểm mà cho Tổng thống Donald Trump lãnh đạo quốc gia thì chỉ có mức tới 38% mà thôi, chứ không cao lắm. Nhưng mà trong số hơn 1.300 người được khảo sát đó, thì có tới 57% là không muốn luận tội Tổng thống. Đó là bản tin cũng tốt cho Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Và mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp về Hoa Kỳ với Hoàng Dung. Khẩu chiến giữa Mỹ và Iran leo thang. Iran có thể thảo luận các vấn đề khác với Mỹ chỉ khi nào thỏa thuận hạt nhân 2015 với 6 cường quốc được thực thi đầy đủ. Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani đã loan báo vào hôm 26 tháng 9 và ông nói thêm rằng khả năng phi đạn của Tehran là điều không thể thương lượng. Ông nói, trước nhất, thỏa thuận phải được thực thi hoàn toàn, có nghĩa là chế tài phải được dỡ bỏ và Mỹ nên trở lại thỏa thuận hạt nhân. Rồi các vấn đề khác có thể cũng được thảo luận. Ông Rouhani đã nói như vậy. Tại cuộc họp báo ở New York, nhân cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran tuyên bố, chúng tôi muốn Mỹ bỏ điều kiện tiên quyết để nói chuyện với Iran, bao gồm áp lực tối đa của Mỹ lên quốc gia Iran trước khi có thể đối thoại. Về chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì Trung Quốc tuyên bố là sẵn sàng mua thêm hàng của Hoa Kỳ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc hôm 26 tháng 9 đã cho biết là Bắc Kinh sẵn sàng mua thêm hàng hóa của Hoa Kỳ và các cuộc đàm phán thương mại sẽ mang lại kết quả nếu cả đôi bên có biện pháp nhiệt thành hơn, chứng tỏ thiện chí và giảm lời lẽ bi quan trong cuộc thương chiến hiện nay. Phát biểu bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói rằng về phía Trung Quốc thì chúng tôi sẵn sàng mua thêm sản phẩm mà thị trường Trung Quốc cần. Mỹ-Trung đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại cao cấp kế tiếp vào đầu tháng 10 tại thủ đô Washington nhằm tìm lối thoát cho cuộc thương chiến kéo dài gần 15 tháng qua. Hôm 26 tháng 9 thì Tổng thống Donald Trump loan báo là thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể diễn ra sớm hơn mọi người nghĩ. Trước đó, trong bài diễn văn tại cuộc họp thường niên của giới lãnh đạo thế giới hôm 24 tháng 9, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh là ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tồi.
Chính quyền Tổng thống Trump cho phép tiếp nhận người tị nạn thấp kỷ lục. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao của Mỹ xác nhận đã cắt đáng kể số người tị nạn được tiếp nhận vào Hoa Kỳ từ 30.000 người, vốn đã là một mức thấp kỷ lục, xuống chỉ còn 18.000 người trong năm 2020, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao vào ngày thứ Năm 26 tháng 9 cho biết như vậy. Chính quyền Tổng thống Trump định mức trần về số người tị nạn được vào Hoa Kỳ định cư ở mức thấp nhất trong lịch sử 40 năm của chương trình tị nạn của Mỹ, khi mà quyết định chỉ tiếp nhận 18.000 người trong tổng số 368.000 đơn xin tị nạn dự kiến sẽ nhận được trong năm tài chính tới. Con số vừa kể chỉ là một tỷ lệ nhỏ so với mức trần do Tổng thống tiền nhiệm là ông Barack Obama đặt ra vào năm 2016, đó là 85.000 người, thưa quý vị. Chính quyền Trump đã nói rằng họ dồn nỗ lực để hỗ trợ người tị nạn tại những nơi họ tập trung và đơn cử gánh nặng của các cuộc di cư bất hợp pháp đối với các tài nguyên của Mỹ. Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao nói là sẽ phụ trách nhiệm biết bao nếu như Mỹ tìm một số lớn người tị nạn ở nước ngoài để cho định cư, trong khi đang diễn ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh tại biên giới phía Nam. Phân nửa số tiền được cam kết để xây bức tường biên giới được trích ra từ các dự án quốc tế đã lên kế hoạch. Và thưa quý khán thính giả, bản tin còn cho biết tiếp là các tổ chức nhân quyền đã lên án quyết định trên đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa, đó là ông Kevin McLennan, nói là mức trần được đề nghị cho năm 2020 sẽ cho phép Bộ giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn vẫn tiếp diễn tại biên giới ở phía Nam, tức là giữa Hoa Kỳ và Mexico. Hồi năm ngoái, thì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hạ thấp đáng kể mức trần tiếp nhận người tị nạn xuống còn 30.000 cho năm tài chính 2019, vốn đã là mức thấp nhất như Hoàng Dung đã nói ở phần trên. Các tổ chức nhân quyền đã lên án quyết định của chính phủ Trump. Họ cho rằng đó là một quyết định độc ác mà động cơ dựa trên ý thức hệ hơn là một chính sách hành chính hợp lý. Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề tị nạn đã nói với đài NBC như sau: không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho con số thấp kỷ lục như vậy. Bộ Ngoại giao đã chứng minh là họ có thể tiếp nhận 30.000 người tị nạn trong năm nay, và không có bất cứ yếu tố nào khả dĩ có thể buộc Mỹ phải hạ con số đó xuống thấp. Các tổ chức nhân quyền bênh vực người tị nạn, nói đây là một quyết định độc ác mà động cơ dựa trên ý thức hệ hơn là một chính sách hành chính hợp lý. Lãnh đạo của Cuba là ông Raúl Castro và gia đình của ông bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm 26 tháng 9 đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba là ông Raúl Castro và gia đình của ông vì liên quan đến những vi phạm nhân quyền thô bạo, theo lời của Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo cho biết như vậy. Là bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro đã giám sát một hệ thống giam giữ tùy tiện hàng ngàn người Cuba và hiện còn đang giam giữ hơn 100 tù nhân chính trị, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Ông Raúl Castro vừa là em trai, vừa là đồng chí của nhà lãnh đạo quá cố của Cuba là ông Fidel Castro và được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở đảo quốc này. Ngoài ông Castro, lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ cũng áp dụng với các con của ông, đó là Alejandro Castro Espin, Deborah Castro Espin, Mariela Castro Espin và Nelsa Castro Espin. Động thái của Mỹ được giới quan sát đánh giá là hầu như chỉ có tính biểu tượng. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau mấy phút thông tin thương mại ngắn, anh Mai Tuấn và Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin thế giới với những tin chính sau đây. Khối Liên Âu tính gia hạn cho Anh Quốc tới hết quý 1 năm 2020. Pháp tổ chức quốc táng tưởng niệm cựu Tổng thống Jacques Chirac.